Thân chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Cây Xanh Ngọc Trang. Chuối là một loại trái cây vô cùng quen thuộc và phổ biến ở nước ta. Cây chuối dễ thích nghi với mọi điều kiện thổ nhưỡng, dễ trồng, dễ chăm sóc. Và hơn nữa, chuối còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong video hôm nay, Cây Xanh Ngọc Trang chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về top 15 loại chuối ở nước ta nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. 1. Chuối cao. Sở dĩ giống chuối này có tên như vậy là do hình dạng quả nhỏ, khá tròn, giống với quả cau. Chuối cau là giống cho năng suất cao, hiện nay được trồng chủ yếu ở miền Trung, miền Nam hoặc các vùng đồi núi, thổ nhưỡng thích hợp. Chuối cau khi chưa chín nhìn giống quả chuối ngự, khiến nhiều người nhầm lẫn, nhưng chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được bởi chuối cau nhờ các đặc điểm quả dày, vỏ mịn và quả tròn hơn chuối ngự, thường không có râu ở đầu quả. Khi ăn, chuối cau có mùi thơm và vị ngọt nhẹ, không quá gắt như chuối ngự. Không chỉ có vị ngọt, hương thơm, chuối cau cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, giúp loại bỏ các đốm đen và mụn, vitamin B giúp ngăn ngừa lão hóa, làm giảm khô da, giữ ẩm và làm sáng da, vitamin E giúp tăng cường đề kháng, ngăn ngừa và làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. 2. Chuối ngự. Chuối ngự có nguồn gốc ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là giống chuối ngon bậc nhất ở Việt Nam. Sở dĩ có tên là chuối ngự vì xưa kia loại chuối này được tiến vua làm món tráng miệng sau khi vua dùng bữa. Chuối ngự nhìn chung có hình dạng khá giống với chuối cau nên rất nhiều người nhầm lẫn. Quả chuối ngự khi chín vẫn còn có râu, mật độ quả thưa hơn so với chuối cau. Chuối ngự dài khoảng 10-12cm, mỗi nải có từ 12-20 quả, mỗi buồng có từ 10-14 nải. Vỏ quả chuối ngự rất mỏng, ruột vàng thơm và ăn rất ngọt. Trong chuối ngự cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, giúp bảo vệ tim mạch, sản xuất collagen, giúp chắc kết nối các cơ, xương và mô trong cơ thể. Kali giúp ổn định huyết áp, săn chắc cơ bắp và duy trì sự ổn định của tim mạch. Chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, làm săn chắc cơ bắp và làm giảm cân hiệu quả. 3. Chuối tiêu. Chuối tiêu cũng là một loại quả chuối rất phổ biến và được nhiều người tiêu dùng ưa thích lựa chọn. Cây chuối tiêu cao khoảng từ 5-6m, mỗi buồng có từ 6-8 nải, mỗi nải thường có 12 quả. Quả chuối tiêu nhỏ, dài, cong hình lưỡi liềm, hình dáng khá bắt mắt. Khi chín vỏ có màu vàng, vị ngọt thanh. Chuối tiêu cũng cung cấp nguồn vitamin và dưỡng chất dồi dào cho cơ thể như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B2, kali, canxi hay sắt. Có tác dụng làm làn da mịn màng, hạ huyết áp, cải thiện thị lực, phòng chống rụng tóc. 4. Chuối sứ. Chuối sứ hay còn được gọi là chuối xiêm, chuối hương. Xưa kia giống chuối này do vua Xiêm La tiến cống vào nước ta. Hiện nay được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Nam vì giống chuối này thích hợp với khí hậu nắng gió. Quả chuối sứ có cuống khá dài, hình dạng hai đầu thon và nhỏ, phần giữa to hơn. Trên vỏ có 3 gờ nổi lên, khi chín vỏ có màu vàng, phần thịt màu trắng và có vị ngọt. Trong chuối sứ có nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất như vitamin, tinh bột, protein, magie, natri, canxi, kẽm, sắt, kali, giúp tăng cường và hỗ trợ hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình sinh sản máu, chống viêm loét dạ dày. 5. Chuối hột. Chuối hột còn được gọi là tổ tiên của giống chuối hiện nay. Quả chuối hột to mọng, có gờ 5 cạnh, vỏ dày, phần thịt quả có nhiều hạt màu nâu đen. Chuối hột chủ yếu được dùng để ngâm rượu và là một vị thuốc có nhiều công dụng điều trị bệnh trong cuộc sống. Tùy vào mục đích sử dụng và từng bài thuốc mà có thể dùng dược liệu với nhiều cách khác nhau. Nước sắc từ thân và lá chuối hột có tác dụng lợi tiểu, chữa phù đũng. Nước hãm của chuối hột uống mát, tiêu khát, giải độc, kích thích tiêu hóa. Lá màu đỏ bao quanh buồng chuối và hoa chuối sắc làm thuốc uống có tác dụng mát phổi, tiêu độc. Quả có tác dụng chữa bệnh đái tháo đường, viêm thận, tăng huyết áp và trị sỏi thận. 6. Chuối bơm. Chuối bơm là một trong hai giống chuối truyền thống có mặt từ lâu trên đất Đồng Nai. Chuối bơm thích hợp với mọi điều kiện thời tiết. Chuối bơm cho sản lượng cao, chỉ 4 tháng đã cho buồng, quả chuối tròn đều khi chín có màu vàng tươi. Chuối bơm thường được dùng làm chuối sấy. Ngoài ra giá thành của chuối bơm khá rẻ nên cũng được các doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua để chế biến thức ăn gia súc. 7. Chuối lùn. Chuối lùn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được du nhập vào nước ta nhiều năm nay,
khả năng thích nghi với khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng rất tốt. Đúng như tên gọi của nó, đây là giống chuối với chiều cao khiêm tốn, chỉ từ 1,5 đến 1,8 mét. Cây trồng khoảng 15 đến 16 tháng đã cho quả. Mỗi buồng có khoảng từ 5 đến 8 nải. Khi chín, vỏ quả chuối lùn có màu vàng óng, quả to, chắc, vỏ dày, thịt dày, vị ngọt đậm và thơm hơn các giống chuối khác. Nhờ có hương vị ngon ngọt mà quả chuối lùn thường được dùng để sản xuất bánh mứt kẹo, mang lại giá trị dinh dưỡng cũng như kinh tế cao. 8. Chuối tiêu hồng. Chuối tiêu hồng từ xưa đã được biết đến là một giống chuối đặc sản của nước ta. Giống chuối tiêu hồng có nguồn gốc từ xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chuối tiêu hồng thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt phát triển tốt trên đất phù sa, đất thịt nhẹ, đất cát pha nhiều màu. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch là từ 13 đến 14 tháng, trung bình mỗi buồng có từ 10 đến 12 nải. Quả khi chín có màu vàng sang, thịt quả chắc, hương vị ngọt thơm, khi chín vỏ quả dày và rắn, không nhũn như chuối tiêu nên thuận tiện cho việc di chuyển xa. Chuối chín vào mùa hè ăn vẫn rất ngọt, không bị chua như chuối tiêu ta. 9. Chuối La Ba. Chuối La Ba là giống chuối chất lượng cao của vùng cao nguyên Lâm Đồng, không chỉ phát triển mạnh ở trong nước, giống chuối này còn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Chuối La Ba có hình dạng bên ngoài khá giống với chuối già, phần cuống to, các cuống quả khít vào nhau, phần quả hơi phình, tỏa ra trông rất đẹp mắt. Vỏ quả quả chuối này rất dày, thịt bên trong màu vàng óng, dẻo và có vị ngọt tự nhiên. Không chỉ có bề ngoài đẹp và thơm ngon, chuối La Ba còn có hàm lượng vitamin C rất cao, giúp làm đẹp và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 10. Chuối sáp. Chuối sáp thường được trồng ở miền Tây Nam Bộ, nhưng chuối sáp ngon nhất theo mọi người đánh giá là loại chuối sáp được trồng ở Bến Tre. Chuối sáp có kích thước nhỏ, quả tròn mập, khi chín có màu vàng. Đặc biệt chuối sáp thường được dùng để luộc ăn chứ không ăn sống, vì ăn sống không ngon như các loại chuối khác. Chuối sáp có hai loại là chuối sáp nghệ và chuối sáp trắng. Chuối sáp nghệ dẻo và ngọt hơn so với chuối sáp trắng, vì vậy thường được ưu tiên lựa chọn trên thị trường. Chuối sáp nghệ có thịt màu vàng, khi luộc lên có màu vàng tươi. Chuối sáp trắng có thịt màu quả trắng, như các loại chuối khác, khi luộc lên thì chỉ hơi ngả vàng. 11. Chuối táo quạ. Chuối táo quạ hay chuối tá quạ là đặc sản nổi tiếng ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sau khi trồng từ 8 đến 10 tháng có thể cho hoa. Một buồng chuối táo quạ thường chỉ có 1 đến 2 nải, mỗi nải chỉ có chừng 10 quả, nhưng quả của nó lại cực kỳ to. Quả chuối táo quạ có thể dài đến 40-50cm và to bằng cổ tay. Bên cạnh đó, giống chuối này thường nát và có vị nhạt, vì vậy không thường được dùng để ăn trực tiếp mà phải luộc lên như chuối sáp mới dẻo ngọt và thơm ngon. Chuối táo quạ có thể luộc thay thế khoai tây cho món cà ri hoặc làm nguyên liệu cho món lẩu thêm độc đáo. 12. Chuối già hương. Chuối già hương được trồng chủ yếu ở tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những loại mặt hàng nông sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở đây. Quả chuối già hương có hình dáng dài cong, khi chín vỏ vẫn giữ được màu xanh, thịt thơm và ngọt. Với hương vị thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, chuối già hương không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong nước mà còn được xuất khẩu sang châu Âu, đặc biệt là Pháp. 13. Chuối đỏ. Chuối đỏ hay còn gọi là chuối cao lửa là giống chuối có nguồn gốc từ tỉnh Đồng Tháp. Giống chuối này có hình dạng tương tự với chuối cao, nhưng có vỏ màu đỏ cam căng bóng vô cùng bắt mắt. Chuối đỏ có vị ngọt vừa, thơm ngon, được xếp vào danh sách những giống chuối đắt nhất thế giới. 14. Chuối trà bột. Chuối trà bột là giống chuối được phổ biến tại hai tỉnh Bến Tre và Long An. Khi chín vỏ có màu vàng ươm, vị ngọt vừa, bùi và dẻo, nên để chuối lạnh để tăng phần ngon miệng. Không nên để chuối quá chín vì lúc này thịt quả sẽ mất đi độ dẻo. Ăn chuối trà bột sẽ mang lại những lợi ích cho cơ thể như tăng cường chức năng lão bộ, giúp nhuận tràng, giảm bệnh thiếu máu, giảm nguy cơ đột quỵ, loại bỏ các mụn cóc, mụn cơm trên mặt, làm sáng da, mịn da. 15. Chuối cơm. Chuối cơm là một loại chuối phổ biến ở miền Tây, có hai loại chính là chuối cơm ngọt và chuối cơm chua. Chuối cơm ngọt có vị ngọt, bùi, quả nhỏ, mình tròn, thường được dùng để ăn trực tiếp. Chuối cơm chua có vị chua rất đặc biệt, loại này thường được dùng để ăn trong các bữa cơm hàng ngày hoặc làm bánh chuối, rất ngon.
Trên đây là thông tin về 15 loại chuối phổ biến nhất ở nước ta. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay của cây xanh Ngọc Trang sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các loại chuối để dễ dàng lựa chọn trong vườn cây nhà mình những giống chuối ngon nhất và năng suất nhất.